Trịnh Công Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý khách hàng là tấm đồng hồ chữ lộc với kích thước là 75 x 153 bằng gỗ hương đỏ Nam Phi và đã được chúng tôi thiết vàng lên rất là kỹ càng và mượt mà. Cái mặt đồng hồ thì quý khách có thể chọn số học trò hoặc là số la mã tùy theo thì chúng tôi sẽ lắp cho quý khách. Và đây chúng tôi đã sơn PU bóng mờ hoàn thiện cực kỳ đẹp, màu sắc thì tuyệt vời luôn, bằng gỗ hương là màu khắc sặc sỡ đẹp tuyệt vời luôn, của gỗ hương màu đỏ luôn. Và chúng tôi đã thiết vàng lên cực kỳ là tuyệt vời, nhìn rất bắt mắt, bóng bóng bẩy mượt mà, rất tuyệt vời. Quý khách hãy tưởng tượng trong phòng khách nhà mình có treo một chiếc đồng hồ này thì nó sang trọng đến như thế nào. Đồng hồ rất to thưa quý khách, cái mặt đồng hồ của chúng tôi thì là 25 cm, và máy thì chúng tôi lắp cho quý khách là máy của Nhật với bảo hành là 2 năm, lỗi đổi mới luôn. Còn gỗ thì chúng tôi bảo hành những khách chọn đời, và vàng thì bảo hành những khách là 20 năm. Hàng của Trịnh Công Minh Châu đều được bảo hành chính đáng một cách thỏa đáng cho quý khách, đảm bảo cam kết của quý khách là hàng đổi trả nhanh gọn và chuẩn chỉ. Ở đây tôi quay cả phía sau cho quý khách xem. Gỗ thì chúng tôi chọn lọc những cái loại gỗ mà tốt nhất, tuyệt vời nhất. Và mặt đồng hồ đây, tôi lại thay cái mặt đồng hồ chữ học trò cho quý khách xem. Sau này chúng tôi sẽ bắt vít và bắt máy đồng hồ vào thì nó sẽ chắc chắn chuẩn luôn, tuyệt vời. Chi tiết thì rất là sắc nét, rất là vui mắt, nhộn nhịp. Chúng tôi thiếp vàng điểm rất là bắt mắt. Và xin mời quý khách về trực tiếp tại Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để chọn lựa hàng, hoặc chúng tôi hoặc quý khách để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ tư vấn và ship hàng tận nơi cho quý khách. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.